Video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta sẽ kiểm tra xem điện thoại của chúng ta đang cho phép ứng dụng Facebook truy cập vào những cái quyền gì. Những cái quyền được truy cập thường xuyên như là truy cập vào album ảnh, truy cập vào vị trí, truy cập vào danh bạ hoặc là camera. Và các bạn có thể là thay đổi cái cài đặt này bất kỳ lúc nào. Có nghĩa là các bạn có thể thay đổi cái quyền được phép truy cập hoặc là không được phép. Và để xem được là Facebook đang truy cập vào những cái quyền gì có mặt ở trên chiếc điện thoại của chúng ta, thì các bạn sẽ làm những bước như sau. Đầu tiên thì các bạn sẽ mở Facebook lên. Ở trong ứng dụng Facebook, các bạn chọn là phần là menu. Ở trong phần menu này, các bạn chọn là phần là cài đặt và quyền riêng tư, sau đó chọn là phần là cài đặt. Tiếp theo thì các bạn sẽ vuốt lên. Các bạn sẽ tìm đến cho mình cái phần là hoạt động của bạn. Sẽ có cái mục là quyền truy cập thiết bị. Các bạn bấm vào đây. Ở đây nó sẽ có thông tin về tất cả những cái quyền mà ứng dụng Facebook có thể được phép truy cập hoặc là không được phép. Ở đây nó sẽ có những cái quyền như sau, như là được phép truy cập vào lịch, camera, danh bạ, mạng cục bộ, vị trí, micro, thông báo và ảnh. Các bạn có thể kiểm tra từng cái một, ví dụ như là phần lịch, mình chọn là phần xem thông tin. Ở đây, trong phần lịch của mình thì mình đang để chế độ đó là không cho phép truy cập vào lịch. Và tiếp theo thì các bạn có thể xem những cái phần khác như là camera, các bạn bấm vào phần xem thông tin. Đó, thì ở đây nó đang để là không cho phép. Ở đây thì các bạn có thể là kiểm tra cũng như là xem tất cả những cái thông tin liên quan đến những cái quyền mà ứng dụng Facebook của trên điện thoại các bạn được phép truy cập vào, và các bạn có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Các bạn có thể chuyển từ không cho phép sang cho phép, hoặc là từ đã cho phép thành không cho phép. Và trên đây chính là cách để chúng ta có thể kiểm tra được những cái quyền mà ứng dụng Facebook của trên điện thoại chúng ta có thể truy cập được vào khi mà các bạn sử dụng điện thoại.